Thưa quý vị, dù chưa tiết lộ chi tiết về chương trình, thế nhưng mới đây, Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình Việt Nam VFC đã xác nhận thông tin chương trình Táo Quân 2022 đang lên kế hoạch sẽ phát sóng vào tối 30 Tết âm lịch như hàng năm. Được coi như món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp xuân về, thông tin về chương trình Táo Quân 2022 đang được nhiều khán giả hào hứng đón đợi. Năm nay thì ngoài tò mò về những gương mặt nghệ sĩ đảm nhận vai diễn của các táo, người xem cũng dự đoán chương trình sẽ tiếp tục ngợi ca nỗ lực chống dịch của các lực lượng tuyến đầu, đồng thời phản ánh nhiều tình huống chéo ngoe khi người dân làm quen với cuộc sống bình thường mới. Táo Quân Gặp Nhau Cuối Năm là chương trình hài kịch truyền hình sản xuất lần đầu năm 2003. Chương trình phản ánh đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục nổi cộm. Qua 16 năm phát sóng thì Táo Quân là món ăn tinh thần với nhiều thế hệ khán giả.